Thì tiền lại tiếp tục lên con cá nữa là mọi người, cá rô rô sảy hả? Cá gì ạ? À? không biết có gì Bự lắm hả? được Cá rô đồng nha mọi người. lên cái nó liệt liệt vô trong cái đám cỏ thấy tốt Vậy hả? Chừng cá lóc á. mắc vô trong cái má cái gì Nó ruột hay sao hay là nó đứt vậy? dính mèo quá Mấy ổng đẳng câu nhiều á. Anh mượn anh câu mười mấy con hả? tại đẳng người chết tôi thấy mà tôi tính đi đẳng câu thế nào có đẳng câu bây giờ nữa. Chị đi trước mà. Nói chị đi trước mà, chị chọn bãi trước mà, đằng này cá ngớp nhiều hơn, đẳng nhiều lắm. Hãy mời mọi người đón xem tiếp nha mọi người. Vô clip cuối clip coi là được cá lóc. Nãy anh lên được cá lóc mà sảy. Anh Toàn. Cảm ơn mọi người xem tiếp. Cá gì mọi người? Cá lóc. Tào ơi, đâu rồi. Nó nằm yên gu con cá lóc nha mọi người. Đây. Ông lên được con cá lóc nè. Tưởng đâu con cá gì nó chạy trì 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 trì. Tiếp tục con cá lóc. Con này chắc cũng nặng á anh Đồng, mấy trăm gram á. 300 g. Wow, đã chưa mọi người? Cái Cái này cái sao cái lúc phao lên cái sao nó im ru luôn. kiếm con hả? Nó nuốt luôn hay gì ơi? Nuốt rồi nè. Còn lại À cái còn này. còn Cái kéo cái phao đứng lên thì không thấy nó nhúc nhích gì hết trơn. tắt Này mất rồi, cũng tiêu được rồi. rồi. À, bởi vì nó cắn gì nào còn cắn Mày đứt gỡ dây găng coi nè, nó nhám coi cỡ này nè, găng nào chịu nổi. thôi thôi điều rang luôn mọi người, Ừ. răng nó biến nhót thì chỉ nó bập vô cái con dây nào đứt con dây đó rồi. Mời mọi người đón xem tiếp cái ảnh có lên được con cá lóc to nữa không nha mọi người. Ảnh mới lên được con này chừng 300 gram mà mọi người ơi. Mà cũng im lắm, giật nghe đã, trì 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 nha mọi người. Mời mọi người đón xem tiếp. Tiếp tục qua tới bãi của chị Tiền nha mọi người. Chị Tiền sẽ chọn một cái bãi kế cái cục lục bình này nha mọi người. Chào chị Tiền. Chị đang móc mồi để xuống cần à mọi người. Chị, Luôn á. bữa nay quá trời cá hụt luôn ha chị Tiên. Chị đang xuống cần nha mọi người. Chỗ anh Đông á, cá hụt nhiều lắm chị Tiên. Chỗ chỗ này ít hơn chỗ ảnh nè. Chỗ này thấy im ha. Cái mấy cỏ, mấy lục bình này cũng im nè. Chị xuống một cần nha mọi người. Mọi người đón xem cái giờ tới giữa clip cuối clip có lên cá gì ngon không nha mọi người. Nó cá thắt lát bự không à chị Tiền ơi. Đó, cá tra. Nhìn cá nó ngớp mà thấy mê luôn nha mọi người. Đây là cái bãi của chị Tiền. Cá Cái thắt này lát đắng nó ngớp. liền ở ngoài này quá trời luôn dài dài đó rồi đó Đúng rồi đúng rồi, nó dạt về cái hướng này, bên kia nước nó trong quá y trong như nó ở dậy trong này phèn á. nó bữa nay nó không không hụt đi Rồi mời mọi người đón xem. Con cá gì ạ? cái cọc Con cá cóc nó dính cái đã không mọi người? Kìa cốc còn kìa. Cá cóc nó dính rồi đó ha. nè Chàng hãng gió luôn. ruộng bê bê cái cầu hoài không Một ăn con được cá cóc mini. à. Một mọi người đón xem tiếp. Em bé mới ra đời Giờ tới hai chồng anh Đông tới nha mọi người. Chào anh chị. Giờ mới gặp em Linh mình tài Vừa tới là chị vừa lên con cá luôn nha mọi người. Quá đẹp chị Tiền ơi. Ồ con cá to luôn. Nãy giờ em đi đằng kia, giờ em mới vòng lại tới chị là chị vừa dính luôn, dính cá bự luôn nha mọi người. Quá siêu. Wow, con cá này to nè mọi người. Nó bự nè. Bành kỳ luôn. Nãy giờ chị lên được mấy con nữa hả? mới con mẹ hai con được hai con đó Vậy hả? hai ba con À, chị lên được ba con rồi nha mọi người. Mời mọi người đón xem tiếp.
Vừa vừa liếc coi có cá nào bự nữa không. Anh toàn anh dính 5-6 con rồi đó. Ông câu siêu thiệt á, ông câu cũng siêu lắm á. Anh toàn đó đó. Tại thấy cá bữa nó nước chứ Ừ. mẹ rồi thấy nổi tiêu sao Cần nào? nổi lên. À. Cá đang ăn nha mọi người. Giờ này mới, sáng khoảng giờ mới 7 giờ, 7 giờ cá ăn mạnh nha mọi người. Nãy mình mới vô còn sớm quá, còn lạnh nên cá nó chưa ăn không. Giờ nắng nó ám dính nè, chỉ dính nữa nè ha mọi người. Ua, tiếp tục lên con cá thác lát nữa mọi người ơi. Chưa kịp quăng cần Chưa kia kịp xuống cần kia là cần này lên rồi. Câu gì mới thấy hem nè. Ủa chị câu 2 thẻo luôn hả? Wow, 2 thẻo hồi dính 2 con cá thác lát coi đã nha. Đó. Vẫn là câu mồi dế nha mọi người. Chị xuống gần kia chưa xuống luôn hả? chưa. Lên con thứ 4 rồi mọi người. Mời mọi người đón xem tiếp nha mọi người. Và đừng quên ủng hộ kênh nha mọi người. Một kênh mấy anh em có thêm cái động lực để làm tiếp nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem. Tiếp tục lên con cá cóc nữa mọi người ơi. Tôi nằm mà tôi muốn ngủ được luôn. Mới lên được con cá cóc. Úi, rớt luôn à. Tiếp tục. Con cá cóc bì này. Nắng mà cô không ăn luôn hả ta. Lộn cho mảnh chơi trời. Ừ. Bực bực bực. Cá hả? Mẹ đi, mệt quá. Lo lo vào bên kia. Gì đây ca? Vậy hả? Ăn uống chơi mày quá sao câu này lãng dữ vậy trời. Bãi cầu cá cóc còn không có mọi người ơi. Cá nó nghỉ ăn. Mình sẽ kết thúc clip luôn mọi người ơi. Không có cá chắc phải về sớm luôn. Chỉ được có mấy con. Có mấy con nhỏ nhỏ không. Bên hành động cũng được có mấy con mọi người. Rồi hẹn mọi người lại clip khác nha mọi người. Khác mình kiếm chỗ nào câu có cá nhiều nhiều. Chứ bữa nay cá thừa quá. Rồi chào mọi người, hẹn mọi người clip tiếp theo. Ôi, chị dính được con cá rô đồng nha mọi người. Wow. Con cá rô đồng. Wow, bự bự ghê. Ôi. Đặt, ôi dạ, nó đầm. Dạ. Trời ơi đứt lửng luôn, Cái gì? lửng nhỏ quá, Gì vậy? quá bé, À, đứt lưỡi luôn mọi người. Dính cá rô đồng mà đứt cái thẻo lưỡi nó luôn. Vậy là thay thay lưỡi khác. Rồi tiếp tục nha mọi người. Xuống cần tiếp. Mọi người coi coi có dính có được con cá gì bự không nha mọi người. Lên tiếp tục con cá. Cá này cái gì ta? Cá linh hả? Phải không? cá gì quên mẹ nó bà kỳ. À, cá ba kỳ nha mọi người. Lên con cá ba kỳ. Có cá bốn kỳ không? Tiếp tục được con cá ba kỳ nha mọi người. Còn cái dính lên đâu? Không. Cái cần này câu bằng lưỡi dĩa nha mọi người. Cá nó rỉa thấy hàm. Rồi anh dính. Ê, chỉ dính tiếp tục con cá gì đây. Cá rô biển nữa nè mọi người. Mới vừa 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 gỡ xong là dính tiếp nha mọi người. Tìm được con cá rô biển. Wow. Cá rô biển nó dãy dễ thương quá. Coi cái lưỡi dĩa ảnh dính coi. Chưa thấy cái lưỡi dĩa này dính. Nó rẻ à. Lìa lìa luôn. Chờ bữa nay ông lấy Ông năm á hả? Rồi mà mọi người đón xem tiếp nha mọi người. Tính này mọi người ơi. Cái gì? Rô rô đồng. đồng. Hả?
Tiếp tục lên được con cá rô đồng. Ôi bự vậy hả? Rô đồng phải. Cái gì á? À, cá chòi. Cá chòi con. À, lên được con cá chòi nha mọi người. Có cá chòi là lệ mà đó, là có cá chòi bự á anh. Lên con cá chòi 3 kg là coi đã rồi. Hôm qua anh dính con được ký mấy hả? Ký mấy. À, có cá chòi đó, có cá chòi nha mọi người. Tốt tốt tốt. Mình sử dụng cái rộng. Nó 1 kg, 1,5 kg là ăn thịt nó ngon rồi chứ chị. Trời ơi, 1 kg ăn cũng ngon. Bữa dính con bự hơn cầm tay chút mà. Thôi thịt ăn nó ngon bà bố. Vậy hả? Rồi mà mọi người đón xem tiếp cái cuối clip có dính được cá trôi nào bự không nha mọi người. Dính được con cá rô biển đó nha mọi người. Con cá này nó không được to. Đây là con cá rô biển thứ. Chính lưỡi đó là chắc nịch luôn. À này, này lưỡi to không bị đứt đúng không? Ừ. Xem được con cá rô biển nữa nha mọi người. Lưỡi to vì dây nó. Vậy nó bự hả? Ừ, vậy nó không được. Rồi mà mọi người đón xem tiếp coi chị có lên được con cá gì bự hơn không nha mọi người. Ở chỗ này thì câu nó rất là khỏe, rất là lý tưởng, nhưng mà cá nó không có ngon bằng mấy cái bãi thác lát được nha mọi người. Bãi câu cá thác lát thì tuyệt vời, nhưng mà nó nắng giờ này thì nắng dữ lắm. Mọi người đón xem tiếp. Anh Đồng dính con cá thác lát nữa nè mọi người. Nãy giờ được mấy con rồi? Ủa vậy hả? Chậm hả? Đằng anh toàn 5-6 con rồi đó. Đằng đó nó ít ngớp mà nó ăn nhiều ta. Ở đây ngớp nhiều mà lại ăn chậm nè. Anh Đông được con thứ hai nha mọi người. Em qua chị Tiền nha. À, xin chào mọi người buổi trưa. Giờ này mình có cùng vợ chồng anh Đông vô trải nghiệm bãi câu cá cóc nha mọi người. Thì cũng nay cũng lâu lâu rồi mình không có làm lại clip cá cóc mọi người ơi. Nay mình vô mình trải nghiệm lại clip cá cóc mà mình quay cho mọi người xem. Mời mọi người đón xem cái buổi trưa hôm nay mình với vợ chồng anh Đông có câu được cá cóc nhiều không nha mọi người. Bãi câu cá cóc thì buổi trưa nó rất là lý tưởng, lý do là bóng cây nó mát rượi rồi mọi người. Còn bãi câu cá thác lát buổi trưa nắng nóng lắm, nắng chịu không nổi. Này là bãi câu cá cóc nha mọi người, rất là mát, nó mát nguyên ngày luôn, nguyên ngày không có miếng nắng lọt vô nữa, nên câu ở đây rất là khỏe. Rồi giờ chào chị, chào anh Đông. Chào cả nhà. Bỏ dính cá lóc đó, bỏ luôn cái này. Bỏ trống luôn hả? Ừ, mất tiêu luôn. Rồi dĩ nhiên là cái đó là phải mất rồi. Chứ, ngàn cây. À, dân đi câu thì ta thấy cái đó là cây cẩm mà. Bây giờ là xuống cái bãi này nha mọi người. Bãi này câu cá cá cóc với cá cá rô biển. Quá trời luôn rồi. Cá linh hả? Ừ. Câu cá dính cá linh luôn hả? Cá linh qua chiều câu ra dính cá linh. Dạ, mở cái nút lên nè. Trên à, bấm vô nút trên đấy mấy cá ra đang gọng nữa nó chết rồi. Mà mọi người đón xem tiếp thì giờ tới chút nữa mình có lên được cá gì ngon không nha mọi người. Rồi tiếp tục chỉ lên được con cá cóc nữa mọi người ơi. Một con cá cóc. Nay cá mini không à, nay cá lớn nó hết rồi, giờ còn cá nhỏ không mọi người. Cái này cá lớn khùng quá không à. Này qua mùa Tết cá lớn nó tỉnh hết rồi. Nó đi ăn Tết hết rồi chưa về. Còn cá nhỏ không à. Chứ năm nay thay bữa nay đi câu cá cóc thắt thu rồi mọi người ơi, cá nhỏ nhỏ không à. Mà mọi người đang xem tiếp cái còn cá nào bự nữa không nha mọi người. Anh Đông lên tiếp con thứ hai nữa mọi người ơi. Đó, bây giờ
Nãy mới vô sớm quá. Cá chưa ăn, giờ cá ăn nha mọi người. Đó, anh đông lên được con nè. Cần tay hả? Ừ. Đó, ổng. Anh đông câu cần máy là nhiều người hâm mộ lắm nha. Cá thác lát này câu hàng cần máy là cũng hả? Cũng siêu đẳng lắm mới câu được cần máy lên cá thác lát nha mọi người. Tại nó rất là khó câu. Tại thường thường câu mấy con cá nhỏ nên câu cần tay là nhiều. Ước rộng nha anh Đông. Ừ. Hôm nay đầy ý, bữa nay đầy rộng nha. Đầy rộng luôn. Quá cá luôn à. Cá nó ngớp nhiều nha mọi người. Bữa nay cá nhiều á. Mời mọi người đón xem tiếp. Cuối cuối clip coi có cá nào ngon không nha mọi người. Biết đâu bữa nay cũng lên cá lóc 3 kg nữa là sao. Bữa trước cũng lên 2,8 kg, bữa nay cũng lên 3 kg á. Mời mọi người đón xem tiếp. Cảm ơn mọi người. Anh Đông xuống 2 cần máy nha mọi người. Tại ngoài này câu cá cóc thì hả, cần máy. Mồi thì cũng thức ăn như mọi ngày nha mọi người. Cái trộn với cám này nè. Chỉ có 2 thứ này thôi. Mọi người đón xem cây anh có lên được con cá trôi nào bự không nha mọi người. Hôm qua anh lên được con cá trôi cũng bự lắm mà hôm qua mình không có đi mọi người. Bữa nay mình có đi không lên con bự hơn nó quay cho nó đã. Cá trôi nó bự nó chạy đã lắm. Chị xuống 3 cần nha mọi người. 4 cần luôn hả? Ồ nay bắt thêm cần nữa. Mời mọi người đón xem. Ủa sau này có chiếc du lịch này đi tuyến ngược lại ha. À, đi vô cái bãi vô khu nhà tiếp khách đó quá anh Đông. Chị Tư á. À, đó là khu tư hả? C4 hả? À. À, đây là tàu du lịch của Tràm Chim. Câu tay mà đưa tôi cần cho lấy chân luôn hả? Rồi đưa tôi cần nữa tôi câu lên xe coi, câu cá lên coi. Cần câu tôi á. Rồi mà mọi người đón xem coi chiều nay mình có lên cá được gì ngon không mọi người. Chị Tiên lên con cá đầu tiên nha mọi người. Wow, quả thật con cá thác lát đầu tiên của một ngày đi trải nghiệm là chị Tiên lên đầu tiên nha mọi người. Trong đó đi chuyến này tới 4 anh em bên thành phố với 2 chồng chỉ mà chỉ lên được con đầu tiên nè mọi người. Wow, con cá thác lát nè. Đã chưa? Chúc chị bữa nay bội thu nha chị. Đó, cái bãi này ít ngớp hơn bãi Anh Đông mà nó ăn trước nha mọi người. Qua cá tra nó lên. Cá tra lên ngớp quá chừng luôn anh chị Tiền. Lấy gì khăn hả? Cái công cụ quan trọng mà quên đem. Cái khăn là để bắt con cá nó dễ gỡ nha mọi người. Nhưng mà nay chỉ quên đem à. Bên Đông có hả? À, đến chút em có qua em đem qua cho. À, cái bãi câu này cũng lý tưởng lắm nha mọi người. Bãi này nó rộng hơn bãi phía trên. Nó đứng mấy anh bên thành phố đứng đoạn trên đó nha mọi người. Đó, mình chỉ tiền là bên đầu bên đây. Đầu bãi cuối bãi. Mọi người đón xem giữa clip. Em ở đầu sông, anh ở cuối sông hả? Uống chung dòng nước. Rồi mời mọi người đón xem tiếp. Wow, chị Vinh cá linh, đem cá linh đó câu con cá bông luôn đi. Chúa ơi. Này cá dảnh mini. Cá đủ hả gì đâu không trời. Đây con cá dảnh nè. Này cá dảnh nhỏ. Cá tha mà trời. Đem cá đó câu cá lóc bông. Đâu rồi, cá linh đâu rồi, thả vô gọng hả? Dở nhẹ nhẹ lên đó. Đây nè. Luôn. Này cá không được to mọi người ơi. Chút xíu nữa có lên được cá to không nha mọi người.